Hành trình tương lai xin kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp Chủ nhật ngày 1 tháng 5. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và bình an. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Sau đây là phần điểm tin chính. Việt Nam phản đối việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Giá ga tháng 5 quay đầu giảm mạnh đến 31.000 đồng một bình. Xuất khẩu hàng Made in Việt Nam vượt qua thâm quyến của Trung Quốc. Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong. Hải sản cháy hàng tăng giá mạnh dịp lễ 30 tháng 4. Sau bay trực thăng sắp có tour du thuyền hạng sang trên sông Sài Gòn. Bình Thuận, tàu hỏa tông văng xe ben ngay trước nhà dân. Hội An cấm cơ sở lưu trú cho khách dùng loa kẹo kéo hát hò. Phát hiện tài liệu bị tiêu hủy khi khám xét trụ sở AIC Group. Bé trai người Nhật Bản tử vong bất thường tại một resort ở Bình Thuận. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vừa diễn ra, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tháng tại Biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, lệnh cấm đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không làm phức tạp tình hình ở khu vực Biển Đông. Trước đó, Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kéo dài 3 tháng. Khu vực cấm đánh bắt cá nằm ở vùng biển phía Bắc vĩ độ 16 trên Biển Đông, gồm một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Được biết, Trung Quốc hàng năm đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá phi pháp trên Biển Đông, nơi nước này tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Do giá ga thế giới bình quân tháng 5 giảm hơn so với tháng 4, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 5, giá các loại ga City Petro, Vimexco Ga và Ga Pacific giảm 31.000 đồng một bình loại 12 kg và giảm 129.000 đồng một bình loại 50 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 507.500 đồng một bình 12 kg và 2.113.500 đồng một bình 50 kg. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro thông báo từ ngày 1 tháng 5, giá bán ga Sài Gòn Petro giảm 29.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 487.000 đồng một bình 12 kg. Tương tự, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày 1 tháng 5 giảm 29.000 đồng một bình ga 12 kg và 108.765 đồng một bình 45 kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 488.900 đồng một bình 12 kg và 1.833.375 đồng trên 45 kg. Công ty ga Petrolinex Sài Gòn cũng giảm 29.000 đồng một bình 12 kg. Đây là tháng thứ 2 trong năm 2022, giá ga quay đầu giảm. Từ đầu năm đến nay, giá ga có 2 tháng giảm với tổng mức 37.000 đồng một bình 12 kg và 3 tháng tăng liên tiếp với tổng mức là 72.000 đồng một bình 12 kg. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng của các sản phẩm Made in Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm điện tử, đã khiến những người trong ngành liên quan ở Trung Quốc cảm thấy lo lắng. Đơn cử kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3 năm 2022 đạt 34,71 tỷ USD, tăng 48,2% so với tháng trước. Trong khi đó, thành phố Thâm Quyến đô thị đứng đầu về xuất khẩu của Trung Quốc trong 29 năm liên tiếp có kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 18 tỷ USD trong tháng 3, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã sớm vượt qua Thâm Quyến. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm của Việt Nam là 282,65 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Thâm Quyến năm 2020 đạt 272 tỷ USD. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 336,25 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của Thâm Quyến đạt 307,2 tỷ USD. Qua ghi nhận, nhiều tập đoàn lớn như Samsung Hàn Quốc, LG Hàn Quốc và Intel đã có mặt tại Việt Nam trong nhiều năm. Ngoài ra, có rất nhiều nhà sản xuất điện tử đã chuyển đến Việt Nam trong thời gian dịch lây lan như Leisure Precision của Trung Quốc, Roartech của Trung Quốc, Prescatrons của Đài Loan, v.v. Truyền thông trong nước đưa tin, ghi nhận từ sáng sớm đến đầu giờ chiều ngày 30 tháng 4, cầu Rạch Miễu nối giữa tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bị tê liệt nhiều giờ liền. Do chờ đợi quá lâu, nhiều hành khách bỏ xe xuống đi bộ qua cầu.
Tuy nhiên, nhiều người đi bộ vẫn không thể lên qua được đoàn xe kèn đặc trên cầu nên đành phải quay lại và ngồi chờ. Tương tự, từ sáng sớm đến trưa ngày 30 tháng 4, xe cộ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ra nối đuôi nườm nượp trên quốc lộ 1, đoạn qua các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận An, tỉnh Bình Thuận. Theo ghi nhận, phần lớn là xe ô tô nhỏ phải chạy chậm, thậm chí có đoạn ùn ứ. Đoạn đường này hẹp, mỗi khi có tai nạn nhỏ là ùn ứ ngay lập tức. Trưa cùng ngày, hàng loạt tuyến đường tại thủ đô Hà Nội vẫn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường hướng về phố cổ và ra khỏi nội đô đông đúc phương tiện. Tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội đều đông đúc người, riêng phố đi bộ Hồ Gươm, nhà thờ lớn Hà Nội kèn đặc người. Theo một đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, sáng ngày 30 tháng 4, lượng phương tiện của người dân đi chơi lễ tăng đột biến trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. Trạm thu phí Long Phước quá tải nên phải xả trạm. Tại một diễn biến khác, do nhiều xe khách quay đầu không kịp để đưa khách về quê dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, bến xe miền Tây đã điều động hơn chục xe buýt để đưa người dân về quê sau nhiều giờ chờ đợi. Các chuyến xe buýt trên chủ yếu đưa người dân về các tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết, tùy tình hình chúng tôi sẽ xem xét tăng cường tiếp hay không. Thưa quý vị, theo khảo sát của phóng viên báo Giao thông trong ngày 30 tháng 4, lượng tiêu thụ hải sản tại các chợ tăng tới 500%, khiến cho giá các mặt hàng này tăng rất cao, ngưỡng từ 50 đến 200%. Theo đó, các loại hải sản có mức tăng cao nhất là mực ống từ mức 150 đến 170.000 đồng một kg lên 270 đến 280.000 đồng một kg, tương đương với mức tăng từ 65 đến 80%. Ốc hương từ mức 300 đến 350.000 đồng một kg lên 660 đến 700.000 đồng một kg. Tôm sú loại to khoảng từ 550 đến 600.000 đồng một kg, tương ứng với mức tăng từ 100 đến 200%. Giá cua biển từ mức 350 đến 400.000 đồng lên 580 đến 600.000 đồng một kg. Bạch tuộc từ 150 đến 170.000 đồng lên mức 220 đến 250.000 đồng một kg. Các tiểu thương cho biết đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay. Thực tế ghi nhận của phóng viên cho thấy, sau 2 năm phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, lượng khách từ nghỉ lễ 30 tháng 5 mùng 1 tháng 5 năm nay tăng mạnh ở hầu hết các địa phương, các điểm du lịch. Đơn cử theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, hầu hết các khách sạn ven biển và gần biển các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đều đạt công suất cao đến 80%. Riêng những khách sạn từ 4 đến 5 sao ven biển trên đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa hầu hết đều có công suất đặt phòng trên 90%, thậm chí cháy phòng. Mới đây, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phương trình khảo sát một số tuyến đường sông để chuẩn bị ra mắt sản phẩm du lịch mới. Theo kế hoạch, sẽ có nhiều công ty du thuyền tham gia khai thác sản phẩm du thuyền trên sông Sài Gòn với công suất khoảng từ 10 đến 25 người một chuyến. Dự kiến tour sẽ xuất phát tại bến du thuyền khu biệt thự Lan Anh số 2 đường số 45, phường Bình An, thành phố Thủ Đức. Chi phí du thuyền từ 5 đến 10 triệu đồng một khách trong 3 giờ, chưa bao gồm các dịch vụ khác. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động này được xem là điểm nhấn thứ hai trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn sau sản phẩm du lịch trực thăng ngắm thành phố từ trên cao, vừa có đoàn khách đầu tiên vào sáng ngày 29 tháng 4. Theo giới chức thành phố, sản phẩm du lịch đường thủy được phát triển dựa trên việc khai thác lợi thế về hệ thống sông rạch, kết nối các điểm du lịch trên địa bàn và kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh giáp thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Bến Tre và cả những quốc gia lân cận. Theo báo VN Express, khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 4, xe ben biển số Bình Thuận đến điểm giao giữa đường sắt và đường ngang dân sinh ở xã Hàm Hiệp, cùng lúc tàu STP2 tuyến Sài Gòn Phan Thiết trên đoạn ga Bình Thuận xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam về ga Phan Thiết chạy tới va chạm mạnh. Vụ va chạm khiến xe ben bị hất văng cách đường dây khoảng 5 mét, lật nghiêng trong khuôn viên nhà dân, làm hỏng dàn cây kiểng, tài xế xây sát nhẹ. May mắn, vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhà dân không có người ở sân. Trên tàu cũng không có ai bị thương. Đại diện tàu sau đó đã xuống lập biên bản vụ việc. Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Sau đây là tuyến đường sắt nội bộ từ ga Bình Thuận về ga Phan Thiết nên vụ va chạm không ảnh hưởng đến lịch trình chạy tàu trên đường sắt Bắc Nam. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh lưu trú như homestay, villa, sử dụng dàn karaoke lưu động, loa kẹo kéo tổ chức ca hát, âm thanh vượt mức quy định, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường du lịch và đời sống của người dân. Thành phố vừa ra thông báo yêu cầu ngăn chặn tình trạng ô nhiễm âm thanh, tiếng ồn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.
Theo đó, thành phố Hội An yêu cầu các cơ sở lưu trú thông tin đến du khách về việc không sử dụng dàn karaoke lưu động, loa kẹo kéo trong thời gian lưu trú ở cơ sở của mình. Khi phát hiện cơ sở lưu trú nào vi phạm, người dân cần báo với chính quyền xã phường để xử lý. Thành phố Hội An cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ghi nhận đến hơn 23 giờ đêm ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 của Bộ Công an mới hoàn tất việc khám xét nhiều địa điểm là nơi làm việc của các bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, AIC Group. Cuộc khám xét này phục vụ cho hoạt động điều tra trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai do C03 ra quyết định khởi tố cùng ngày. Tại các địa điểm này, C03 phải mất rất nhiều thời gian để kiểm tra, rà soát và đối chứng các tài liệu có liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bởi ngoài là đơn vị cung cấp gói thầu cho dự án, AIC Group hiện là nhà thầu lớn cung cấp nhiều gói thầu liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ cho đối tác trải rộng với quy mô cả nước. Theo đó, lực lượng chức năng phải phá kết sắt của lãnh đạo AIC Group, truy tìm tài liệu, vật chứng bởi những nhân viên có mặt tại thời điểm này không có mã số để mở kết sắt. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện trong nhiều thùng rác của tòa nhà có một lượng lớn tài liệu đã bị tiêu hủy bằng máy hủy tài liệu chuyên dụng. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ số tài liệu này có liên quan đến vụ án hay không. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công hàm gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận về việc bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, ngụ ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, tử vong tại khu nghỉ dưỡng Sentara Midcrest Resort, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Theo tường trình của mẹ cháu bé, chị Huỳnh Thị Anh Thư, vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 4, Yukiji cùng 3 trẻ em khác bơi trong khu vực hồ dành cho trẻ em tại khu nghỉ dưỡng Sentara Midcrest Resort. Đến khoảng 10 giờ 35 phút, các em cùng nhóm phát hiện ra Yukiji đang bị hút chặt vào thành hồ bơi, nơi có một lưới kim loại. Chị Thư cho biết độ sâu của hồ bơi khoảng 1 mét, còn bé Yukiji có chiều cao 1,4 mét. Nhưng do lực hút quá mạnh, lưng và tay của Yukiji bị dính chặt vào tấm kim loại, trong khi đầu bị chìm dưới nước. Các bé đi cùng và nhiều thanh niên bơi gần đó đã tìm cách gỡ, kéo Yukiji ra khỏi tấm kim loại nhưng không được. Khi đưa lên bờ, Yukiji đã bị ngạt nước và tim ngừng đập. Nhân viên khu nghỉ dưỡng và bác sĩ cố gắng cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi. Gia đình bé Yukiji không đồng ý với kết luận nguyên nhân tử vong là đuối nước của công an tỉnh Bình Thuận, hiện yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bộ Chính trị Trung Quốc xác định duy trì chính sách Zero Covid. Trung Quốc tạm dừng tuyến đường sắt chở hàng xuyên biên giới với Triều Tiên. Đô đốc Mỹ cảnh báo về tiến bộ quân sự của Trung Quốc. Châu Âu cáo buộc Trung Quốc bắt giữ nhân viên. Khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát sẽ bắt đầu sử dụng đồng rút. Nga, Belarus có kế hoạch thành lập Liên Xô mới, kêu gọi các quốc gia thuộc Liên Xô cũ tham gia. Ba Lan tập trận quy mô lớn, Nga cáo buộc có mục đích phía sau. Quá đông phạm nhân Đan Mạch phải thuê nhà tù ở ngoài nước. Có phải thế giới bước vào hậu đại dịch Covid-19? Và cầu rực lửa bay qua ba bang của Mỹ gây ra vụ nổ lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Bộ Chính trị Trung Quốc đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về các biện pháp ổn định nền kinh tế và xã hội. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là cuộc họp rất được mong đợi vì có nhiều lo ngại xoay quanh các đợt phong tỏa chống Covid-19 ở đại lục. Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận việc ổn định tăng trưởng việc làm và giá cả đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Cuộc họp đi đến cam kết sẽ có các gói chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trung Quốc cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định giao thông, hậu cần và chuỗi cung ứng, mở rộng nhu cầu của thị trường trong nước. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc cũng quyết định nước này sẽ kiên trì với chiến lược Zero Covid-19, đồng thời cam kết sẽ tích cực phản hồi những lo ngại và lời kêu gọi của các nhà đầu tư nước ngoài, vốn đã bị ảnh hưởng lớn bởi những đợt phong tỏa tại nước này. Theo giới quan sát, nhiều khả năng Bắc Kinh đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp kiểm soát và giám sát các công ty công nghệ, kết thúc thời kỳ được xem là tồi tệ nhất của các Big Tech Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, mới đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận tuyến xe lửa chở hàng hóa từ Đan Đông của nước này đến thành phố Shinjuku của Triều Tiên sẽ bị đình chỉ. Cụ thể, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo,
Do tình hình dịch COVID-19 ở Đan Đông, sau các cuộc tham vấn hữu nghị giữa hai bên, Trung Quốc đã quyết định tạm dừng dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đan Đông đến Suzhou. Được biết, việc đình chỉ tuyến đường sắt chở hàng hóa từ Trung Quốc sang Triều Tiên diễn ra chỉ 4 tháng sau khi Bình Nhưỡng nới lỏng các biện pháp phòng dịch áp dụng từ năm 2020. Mặc dù Triều Tiên không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, song vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ và cảnh giác với tình hình dịch ở các nước xung quanh. Trong khi đó, thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, nằm ngay bên bờ sông Áp Lục là ranh giới tự nhiên của Trung Quốc và Triều Tiên, đang trải qua đợt bùng dịch COVID-19 với hàng trăm ca nhiễm. Tờ South China Morning Post thông tin, phát biểu tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS vừa qua, Đô đốc Mark Gilday, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ nhận định, Trung Quốc đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc về cả quân sự lẫn kinh tế, trên phạm vi khu vực và toàn cầu, đạt mọi mục tiêu đề ra. Điều này tạo áp lực rất lớn với Hải quân Mỹ, đòi hỏi quân đội Mỹ phản ứng hiệu quả hơn trước thách thức này. Được biết, Bắc Kinh đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự khu vực trước năm 2035 và cường quốc quân sự toàn cầu trước năm 2050. Tuy nhiên, Đô đốc Gilday nhận định tốc độ phát triển quốc phòng của Trung Quốc có thể giúp họ đạt các mục tiêu này sớm hơn kỳ vọng. Ông dự báo, Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu cường quốc quân sự khu vực trước năm 2027 và Mỹ đang nhìn nhận vấn đề này rất nghiêm túc. Bình luận về nguy cơ đối đầu Mỹ-Trung, Gilday cũng nói rằng Hải quân Mỹ phải chấp nhận một số đánh đổi cân não vì ràng buộc ngân sách để chuẩn bị cho kịch bản xung đột có thể nổ ra. Vị quan chức nhấn mạnh, trung tâm đối đầu là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng đây còn là mối đe dọa toàn cầu, ông nói. Đồng thời lưu ý đối đầu Mỹ-Trung sẽ diễn ra ngoài không gian về công nghệ thông tin, kinh tế và ảnh hưởng đến đồng minh. Tờ Washington Post đưa tin, một công dân Trung Quốc làm việc cho Liên minh châu Âu vừa qua đã bị bắt giữ tại đại lục. Theo đó, bà Nabila Masrali, phát ngôn viên của châu Âu về các vấn đề đối ngoại cho hay, chúng tôi có thể xác nhận một nhân viên địa phương của Phái bộ Liên minh châu Âu tại Trung Quốc đã bị bắt giam từ tháng 9 năm 2021 và chúng tôi lo ngại sức khỏe của anh ấy. Theo bà Masrali, kể từ đó châu Âu chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về các cáo buộc nhằm vào nhân viên này. Bà nói, chúng tôi nhiều lần đề nghị giới chức Trung Quốc cung cấp thông tin, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo nào về cáo buộc cụ thể mà nhân viên của chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời xác đáng. Được biết, sự việc trên là trường hợp hiếm hoi khi một nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao phương Tây bị bắt ở Trung Quốc. Trang NDTV đưa tin, khu vực Kherson phía nam của Ukraine sẽ bắt đầu sử dụng đồng rúp của Nga từ hôm nay ngày 1 tháng 5. Cụ thể, ông Kirill Stemosov, quan chức thuộc một ủy ban thân Nga tự phong là chính quyền quân sự dân sự của khu vực Kherson, nói rằng việc chuyển đổi sang đồng rúp của Nga sẽ mất tới 4 tháng. Trong thời gian đó, đồng tiền này sẽ lưu hành cùng với đồng tiền chính thức Ukraine là hryvnia. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Nga cho biết họ đã giành được toàn quyền kiểm soát khu vực Kherson, khu vực có tầm quan trọng chiến lược vì là một phần liên kết trên bộ giữa bán đảo Crimea và các khu vực đòi độc lập ở phía đông Ukraine. Chính quyền địa phương ở Ukraine cho biết Nga đã bổ nhiệm thị trường riêng ở thành phố Kherson và tiếp tục quản trụ sở khu vực này. Đây là trung tâm đô thị lớn đầu tiên bị chiếm giữ sau khi Nga điều hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tờ Newsweek đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được cho là có kế hoạch củng cố nhà nước liên minh Union State và kêu gọi các quốc gia khác tham gia tổ chức siêu quốc gia này. Cụ thể, theo hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus, ông Lukashenko cho biết đã gặp Thống đốc bang Voronezh Oblast Oleksandr Kuznetsov của Nga tại Minsk vào ngày 28 tháng 4. Người hai người thảo luận về mối quan tâm của họ trong việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Belarus và Nga. Theo Belta, ông Lukashenko nói, chúng tôi đang xây dựng một nhà nước liên minh duy nhất dựa trên các nguyên tắc mới để đảm bảo rằng lợi ích của tất cả mọi người đều được tôn trọng và rằng các quốc gia độc lập có chủ quyền Belarus và Nga sẽ tiếp tục phát triển. Tôi chắc chắn rằng liên minh này sẽ thu hút các nước Cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ. Hiện tuyên bố của hãng thông tấn Belarus vẫn chưa được truyền thông Nga hay chính quyền Belarus và Nga xác nhận. Trang AT đưa tin Ba Lan vừa công bố tiến hành tập trận quân sự lớn trong bối cảnh Nga cáo buộc nước này đang tìm cách sáp nhập miền Tây Ukraine. Cụ thể, trong một tuyên bố mới đây, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết các cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 5. Các phương tiện quân sự sẽ di chuyển trên các trục đường giao thông chính, đường cao tốc và quốc lộ.
Các trục đường cũng sẽ được sử dụng bởi các thành viên tham gia tập trận để tiếp nhận và triển khai lực lượng đồng minh. Đồng thời, bộ này cũng khuyến cáo người dân Ba Lan tránh quay phim chụp ảnh vì những dữ liệu đó có thể sẽ tác động tiêu cực đến an ninh và quốc phòng của đất nước. Thông báo về việc tập trận trên được đưa ra trong khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga Sergei Naryshkin cáo buộc Ba Lan đang chuẩn bị chiếm đóng phần phía Tây của Ukraine mà Ba Lan coi là thuộc về lịch sử của nước này. Ông Naryshkin cáo buộc rằng khả năng tái thống nhất miền Tây Ukraine với Ba Lan sẽ diễn ra dưới chiêu bài triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình vào nước này để bảo vệ Kiev khỏi cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, Ba Lan kiên quyết phủ nhận việc tìm cách sáp nhập các vùng phía Tây của Ukraine, bác bỏ và gọi cáo buộc của ông Naryshkin là chiến dịch thông tin chống lại Ba Lan và Mỹ nhằm gây sự ngờ vực giữa Warsaw và Kiev. Truyền thông quốc tế đưa tin, Bộ Tư pháp Đan Mạch và Kosovo mới đây đã ký một hiệp ước chung cho phép Copenhagen thuê 300 phòng giam của Pristina. Theo hãng tin AT, đại diện hai bên đã nhất trí về việc Đan Mạch sẽ đưa các phạm nhân ngoại quốc bị buộc tội ở nước này đến thi hành án tại một nhà tù ở Kosovo. Ngay sau khi cơ quan lập pháp của hai nước bật đèn xanh cho thỏa thuận, các phạm nhân đầu tiên sẽ được điều chuyển từ năm sau. Theo kế hoạch của Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Nick Hækkerup, những phạm nhân không mang quốc tịch Đan Mạch mà bị tòa án nước này kết tội sẽ thi hành án ở một nhà tù thuộc thành phố Jutland của Kosovo. Tuy nhiên, trước tiên trại giam này sẽ được cải tạo lại để phù hợp với những tiêu chuẩn của các nhà tù Đan Mạch. Sau khi tù nhân mãn hạn tù, họ sẽ bị trục xuất về nước. Trước đó, Copenhagen và Pristina sẽ đạt một thỏa thuận ban đầu về việc cho thuê nhà tù vào tháng 12 năm 2021. Đài BBC đưa tin tại thời điểm đó, Đan Mạch sẽ thanh toán 15 triệu euro mỗi năm trong 5 năm liền. Ngoài ra, Copenhagen sẽ giúp Pristina phát triển năng lượng xanh tại khu vực Parkan này. Theo hãng tin Reuters, Ủy ban châu Âu vừa tuyên bố 60% đến 80% dân số Liên minh châu Âu đã nhiễm COVID-19 trong bối cảnh khối này chính thức bước vào giai đoạn hậu khẩn cấp của đại dịch. Theo đó, các nước thành viên châu Âu sẽ không cần báo cáo số ca mắc mới, COVID-19 cũng sẽ được giám sát tương tự dịch cúm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xét nghiệm cộng đồng ngay cả ở người có triệu chứng sẽ bị bãi bỏ ở một số quốc gia châu Âu, chỉ còn xét nghiệm giám sát ở các nhóm ưu tiên. Cơ quan Y tế Công cộng của châu Âu cho hay các ca mắc COVID-19 được báo cáo tại châu lục này chiếm khoảng 30% dân số, nhưng nếu thêm vào các ca chưa được báo cáo, tỷ lệ này sẽ vào khoảng 77%, tương ứng 350 triệu người. Tuy vậy, số ca tử vong tại châu lục này đã giảm dần khi biến thể Omicron có độc lực thấp hơn các biến chủng lan rộng trước đây. Báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho thấy số ca tử vong do COVID-19 toàn cầu trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn kêu gọi các quốc gia thận trọng và duy trì hệ thống giám sát COVID-19, bao gồm xét nghiệm và giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2. Hãng AP đưa tin, mới đây một thiên thạch đã vỡ ra trong bầu khí quyển của trái đất, tạo ra một quả cầu lửa với tiếng nổ lớn trên bầu trời ba bang Arkansas, Louisiana và Mississippi thuộc miền Nam nước Mỹ. Cơ quan hàng không và vũ trụ của Mỹ NASA sau đó đã chính thức ra thông báo xác nhận. Khoảng 13 giờ theo giờ GMT ngày 27 tháng 4, một quả cầu lửa được phát hiện đầu tiên ở độ cao 87 km trên sông Mississippi gần khu vực Anchor, bang Mississippi. Một số người dân ở các bang Arkansas, Louisiana và Mississippi cũng đã nhìn thấy quả cầu lửa này trên bầu trời. Ngay sau đó, người dân trên khắp bang Mississippi cho biết họ đã nghe thấy một tiếng bùm rất lớn. Các nhà khoa học NASA cho biết vật thể này là một tiểu hành tinh có chiều ngang khoảng 0,3 mét đã tan rã trên một vùng đầm lầy ở phía bắc thị trấn Miroka, bang Louisiana, ở thời điểm cực đại quả cầu lửa sáng gấp 10 lần trăng tròn. Cũng theo hãng tin AP, sau vụ nổ, để trấn an người dân, cơ quan quản lý khẩn cấp quận Claiborne đã đăng một tuyên bố trên Facebook xác nhận vụ nổ thiên thạch và lưu ý. Trạm hạt nhân Grand Group ở bang Mississippi không liên quan đến sự cố về địa điểm này an toàn. Không có mối đe dọa nào đối với khu vực. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là phần nhân sinh cảm ngộ. Mùi hôi trong nhà vệ sinh, mùi nấu ăn, mùi hôi vật nuôi, mùi xe, mùi thuốc lá. Bạn có biết, các hóa chất khử mùi và tạo mùi thơm chỉ tạo cảm giác giả cho não bộ của chúng ta. Các hóa chất đó không những không thể loại bỏ mùi hôi mà còn là những chất gây ô nhiễm vô cùng độc hại, có thể tạo ra các căn bệnh cấp tính và mãn tính nếu tiếp xúc dài hạn. Đừng lo, Theracom có thể loại bỏ tất cả mùi hôi và các chất ô nhiễm độc hại trong ngôi nhà của bạn. Theracom
bộ lọc không khí khử mùi, khử khuẩn, không dùng điện đến từ Nhật Bản. Terracom là bộ lọc carbon hoạt tính, được thiết kế và sản xuất với kết cấu ô lưới. Cấu trúc này cho phép luồng không khí được lọc nhiều nhất với diện tích bề mặt tiếp xúc lớn. Terracom được sản xuất theo công nghệ mới nhất của Nhật Bản, giúp hấp thụ tối đa khí độc hại, mùi hôi thối và làm sạch không khí trong nhà rất hiệu quả. Cuộc sống của bạn không cần đến những mùi độc hại này. Mình đang cầm ở trên tay một cái cục đen nhẹm, rất là nhỏ gọn mà nhẹ nữa. Nhưng mà nó lại là cả một cái bộ lọc không khí luôn đó mọi người. Cực kỳ rất là hữu ích và hay, mọi người xem nhé. Video này mình quay vào ngày 20 tháng 3, lúc này là mình vẫn đang ở nhà cũ luôn này. Từ cái lúc đó tới nay là đã ngót 3 tuần rồi, mình đã đủ thời gian để mà mình kiểm chứng xem là nó có hiệu quả hay không, mình mới lên video cho mọi người. Cái thứ cực kỳ hay ho này là của Terracom Nhật Bản và thực chất nó là một cái bộ lọc không khí sử dụng carbon hoạt tính. Nó không có mùi và cực kỳ là an toàn luôn nha. Lúc còn ở nhà cũ là mình đã đặt một cái ở nhà bếp, một cái trong phòng mình và một cái ở trong toilet và đi qua nhà mới thì mình cũng bưng theo. Thật ra là sau khi mình đặt 2 ngày thôi á là toàn bộ mùi trong nhà mình á, nhất là cái mùi của thú cưng thì nó bay sạch hết rồi. Cái này nó có 3 loại, loại mà mình ưng ý nhất á là loại dành cho những cái bạn mà nuôi thú cưng giống như mình. Loại thứ hai là dành cho khu vực bếp hoặc là phòng ngủ. Loại thứ ba là dành cho những cái mùi sân mới hoặc là tủ giày, trong xe hơi hoặc là những cái mùi chất hữu cơ độc hại này. Những bạn nào mà nuôi thú cưng á, kiểu nào trong nhà cũng sẽ có mùi. Hãy thử một cái em này nhé. Còn mà nhà ai có một cái tủ giày như thế này thì mọi người đều biết cái mùi đặc trưng của nó rồi đó. Để một cái cục như thế này ở trong tủ giày, mỗi lần mở tủ giày ra là không có nghe thấy mùi nữa luôn mọi người. Vì sao nói nửa câu và nghe hai câu. Quý vị thân mến, Tây Phương có câu ngạn ngữ: Thượng đế sở dĩ cho con người một cái miệng, hai cái lỗ tai, chính là muốn con người nghe nhiều hơn và nói ít đi. Mặc Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị gia thời Xuân Thu Chiến Quốc. Một lần học sinh của ông là Tử Cầm hỏi ông: Thưa thầy, cho con hỏi nói nhiều tốt hơn hay là nói ít tốt hơn? Mặc Tử trầm ngâm một lát rồi trả lời: Lời nói quá nhiều thì có gì là tốt đâu. Ví như ếch xanh ở trong hồ nước, cả ngày lẫn đêm đều kêu gọi không ngừng, khiến cho chính lưỡi và miệng của nó đều bị khô mà lại còn không có ai để ý đến và yêu thích nó. Nhưng con gà trống trong chuồng gà thì khác. Trời hửng sáng gáy gọi 2-3 tiếng thì mọi người liền thức dậy, còn cảm ơn nó. Bởi vì tiếng gọi của nó là thích hợp hữu ích. Cho nên, nói chuyện thì nên học theo gà trống, đừng nên học theo ếch xanh. Còn nói nửa câu là sao ạ? Nói là chuyện dễ nhất trên đời, chỉ cần nhúc nhích cái miệng, nhưng nói cũng là chuyện khó nhất trên đời. Nếu sai cách thì kết quả gấp đôi với nửa nỗ lực. Chúng ta thường coi nhau như những người thân trong gia đình, ngay khi gặp mặt hoặc không ít lần nói xa mọi chuyện. Nhưng thường thì điều xui xẻo, từ miệng mà ra, chúng ta phải học cách chỉ nói nửa câu, không được xúc phạm người khác vì lời nói. Đối với những người thân thiết, chúng ta cũng cần học cách nói nửa câu. Khi con người ta chìm đắm trong cảm giác tin tưởng, nhiều lời nói ra sẽ thốt ra. Có những lời nói như dao sắc, đâm vào thì đau, dù có lành lại cũng sẽ có sẹo, ai cũng biết, hãy làm cho nhau hạnh phúc. Nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn, bởi vì những người thích nói chuyện đã mất đi một điểm vẻ đẹp yên tĩnh. Và nếu bạn nói quá nhiều, bạn sẽ thua cuộc. Có câu nói: Hãy suy nghĩ trước khi hành động, hãy suy nghĩ trước khi nói. Còn nghe hai câu là sao ạ? Ý nghĩa sâu xa của việc lắng nghe hai câu là đừng nghe những gì người khác nói, mà hãy nghe những gì người khác không nói. Hãy lắng nghe đồng nghiệp của bạn nói gì, cấp trên nói gì, khách hàng nói gì, suy nghĩ kỹ càng, câu nào cũng có ý nghĩa sâu xa của nó, tùy thuộc vào việc bạn có thể hiểu thấu đáo hay không, và bạn phải nắm được quy mô. Nếu bạn đi quá xa, hãy sống cẩn thận. Nếu không hiểu đúng về nó thì sớm muộn gì bạn cũng phải chịu tổn thất. Khi đối xử với người thân, bạn bè, bạn cũng nên học nghe hai câu. Một câu là biểu hiện tự nhiên của người nói, còn ẩn ý là cảm xúc thật của họ. Cha mẹ gọi cho bạn sau một thời gian dài và hỏi bạn có bận không? Họ nói rằng họ nhớ bạn. Một người bạn gọi điện hỏi bạn dạo này thế nào, nhưng thực ra anh ấy muốn mời bạn đi uống nước. Thưa quý vị, cách cư xử trong các mối quan hệ cũng phụ thuộc vào sự nhẫn nại, bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc và đặc biệt là sự chân thành, thiện tâm. Mà cuộc sống nhiều khi có những lúc chúng ta chưa kiềm chế được, nhất là trong giao tiếp và lời nói với nhau. Và hiện nay, hàng triệu người đã thay đổi được tâm tính tốt hơn với các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của môn tu luyện giữa đời thường của Phật gia. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp thiền định nhẹ nhàng, dễ học, tập trung vào việc đề cao tâm tính bản thân, các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Qua việc đọc sách chuyển pháp luân, người học sẽ hiểu được các giá trị,
chân, thiện, nhẫn và làm người tốt thực sự như thế nào. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bản tin tiếp theo.